Xin chào, chào mừng bạn đến với bài tập yoga cho người bị thoái hóa gai cột sống. Đây là bài tập thuộc khóa học yoga cho cột sống cùng huấn luyện viên yoga by Sophie. Triệu chứng của căn bệnh này thường là đau âm ỉ và dữ dội ở phần cột sống, đốt sống bị thoái hóa và mọc gai. Thường gặp nhất ở cổ và thắt lưng. Nếu bị thoái hóa đốt sống cổ thì sẽ kèm theo các cái hội chứng về đau mỏi cổ vai gáy và tê bì hai cánh tay. Còn nếu bị thoái hóa và gai đốt sống thắt lưng thì thường là sẽ bị tê bì hai chân. Nguyên nhân bị thoái hóa đốt sống và bị gai cột sống thường là do tuổi tác. Khi chúng ta già đi thì cột sống của chúng ta bị suy giảm chức năng, đĩa đệm bị mất nước, rồi bao xơ đĩa đệm thì bị rách, hay là các cái sụn thì sẽ bị hao mòn và cái dây chằng ở cột sống thì sẽ bị xơ hóa. Và có thể là do chúng ta còn trẻ nhưng mà mình lao động nặng cũng sẽ rất dễ bị căn bệnh này. Khi cột sống bị suy giảm chức năng như vậy thì cơ thể có cơ chế là mọc ra những cái gai ở trên các đốt sống để hỗ trợ cho cột sống. Tuy nhiên thì những cái gai này lại gây đau đớn cho chúng ta. Bài tập yoga ngày hôm nay sẽ giúp giảm đau mỏi và hỗ trợ điều trị cho căn bệnh gai cột sống và thoái hóa cột sống. Và bài tập sẽ giúp lưu thông máu huyết qua cột sống để nuôi dưỡng cột sống cũng như bôi trơn các khớp. Đồng thời, các động tác có trong bài tập này sẽ giúp làm mạnh nhóm cơ có tác dụng hỗ trợ cho cột sống để các bạn có thể là giảm đau và vận động sinh hoạt một cách bình thường. Để bài tập đạt kết quả tốt nhất, hãy luyện tập mỗi ngày hoặc tối thiểu 3 đến 5 buổi mỗi tuần. Trước khi bắt đầu bài tập, mời bạn hãy ấn nút subscribe, đăng ký kênh Yoga by Sophie, nút màu đỏ bên dưới video clip này. Và đừng quên ấn vào nút hình cái chuông để nhận được những bài tập yoga mới nhất miễn phí up trên kênh. Hãy lấy cho mình một miếng gạch, miếng xốp tập yoga, hoặc nếu không có thì cũng không sao cả. Và hãy ngồi xuống thảm để bắt đầu bài tập yoga cho người bị thoái hóa và gai cột sống. Chúng ta ngồi xếp bằng hai chân phía trước, hoặc là mọi người có thể đặt một miếng gạch ở dưới mông, một cái khăn dày ở dưới mông để tôn mông lên và thẳng được thắt lưng dễ dàng hơn. Hãy chọn tư thế ngồi thoải mái. Hít một hơi sâu, vươn hai tay qua đầu, kéo dài giãn cột sống. Mắt nhìn lên trời. Thở hết ra, đặt hai tay lên vai. Chúng ta cùng xoay vai. Mở ngực về phía trước, nâng cùi chỏ lên cao, hít vào. Thở hết ra, hạ cùi chỏ xuống sàn. Cùng thực hiện 5 lần. Hít vào. Thở hết ra. Hãy hít thở sâu. Khi đưa cùi chỏ về trước thì hai cùi chỏ của bạn chạm nhau. Mở căng lồng ngực ra, rồi thở hết. Chúng ta đổi chiều xoay, mở ngực về phía trước, hướng cùi chỏ về sau. Hít vào. Thở hết ra, hạ xuống. Thả lỏng khuôn mặt. Mỗi khi hít vào, kéo căng duỗi cột sống. Thở hết ra, hạ xương cụt xuống sàn. Rồi, từ đây vươn hai tay qua đầu, hít một hơi thật sâu với dài các ngón tay lên trời. Thở hết ra, đan hai tay với nhau và đặt lòng bàn tay sau gáy. Tì gáy vào lòng bàn tay.
đưa cằm hướng về cổ. Động tác này sẽ trả cổ về vị trí. Vì trong cuộc sống hiện đại, mọi người sử dụng smartphone, điện thoại thông minh và cúi xuống để xem giấy tờ, hay là những ai mà làm việc với máy vi tính thì chúng ta hay đẩy cái cổ của mình về phía trước như thế này. Lâu thì nó sẽ làm sai cái đường cong sinh lý của đốt sống cổ. Thì chúng ta phải trả cổ về trong cái tư thế này. Mình hãy đẩy gáy hướng về lòng bàn tay. Động tác này sẽ làm mạnh cho phần cơ cổ để nâng đỡ cho đầu của mình nhé, để hỗ trợ cho đốt sống cổ. Hãy mở cùi chỏ ra, hạ vai xuống, nhắm mắt vào, thư giãn khuôn mặt, tập trung vào hơi thở, hít sâu, bơm căng cột sống lên, thở hết ra, xẹp hết xuống. Nhấn gáy vào lòng bàn tay, hướng cằm về cổ. Nếu ai mỏi tay mình chưa quen thì mình có thể thả hai tay xuống, hướng hai bàn tay xuống sàn như thế này cũng được, nhưng vẫn giữ nguyên. Tưởng tượng phía sau có một tường và bạn hãy đẩy gáy của mình về cái tường đó ngay sau lưng của bạn. Thoái hóa và gai đốt sống cổ càng ngày càng trở nên phổ biến và trẻ hóa. Bạn hãy tập động tác này thường xuyên, hỗ trợ cho phần cổ nếu đã bị tổn thương. Rồi bây giờ các bạn hãy mở mắt ra, hít một hơi sâu, vươn hai tay lên cao, kéo dài cột sống, nâng đỉnh đầu lên trần nhà. Thở hết ra, chúng ta sẽ đan hai tay sau lưng, bàn tay đan phía sau nhé. Rồi hoặc nếu bạn mới thì có thể hỗ trợ bằng một sợi dây, hai bàn tay nắm vào sợi dây đó và dùng tay trái để kéo bàn tay phải xuống, nâng cùi chỏ phải lên trời, hạ thấp vai trái xuống sàn, thẳng lưng mở ngực ra. Còn một cách khác, nếu không có sợi dây, bạn mới có thể đưa bàn tay trái lên, cầm cùi chỏ phải và dùng bàn tay trái kéo cùi chỏ phải sang bên trái. Đầu tựa vào tay phải và bạn tiếp tục đưa cằm về cổ, giống như lúc nãy, trả lại đường cong sinh lý cho đốt sống cổ của mình. Hít thở sâu, sử dụng hơi thở pranayama là hơi thở của sự sống để chữa lành cho cột sống của bạn bằng phương pháp hít thở sâu. Mỗi khi hít vào, bơm căng duỗi cột sống ra. Mỗi khi thở hết ra, xẹp hết xuống. Thẳng lưng lên nào. Rồi khi quen rồi thì mình đưa tay ra sau, đan bàn tay lại với nhau. Hướng cùi chỏ trái xuống sàn, hướng cùi chỏ phải lên trời. Đấy, nhìn phía sau đây, quay lưng lại cho các bạn rõ hơn. Hít sâu thẳng lưng lên, thở hết ra, kéo tay phải xuống. Rồi chúng ta đổi bên. Hít vào, vươn hai tay qua đầu. Thở hết ra, đổi tay nào, hướng cùi chỏ phải xuống, hướng cùi chỏ trái lên. Hai tay có thể đan sau lưng hoặc cầm vào một cái khăn, một sợi dây. Thẳng lưng.
khi bạn tập tư thế này quen thì bạn rất là dễ dàng gãi lưng khi ngứa lưng này. Hoặc là khi mình tắm mình có thể chà cho lưng của mình sạch sẽ hơn. Thẳng lưng lên. Một kỷ niệm rất vui của Sophie là trong tư thế này, mỗi khi mà mình tập thì mình lại nhớ hồi mình còn nhỏ, là 6 tuổi. Mình đi học thì cậu bạn ngồi phía trước của mình ấy, cậu ấy luôn luôn có cái động tác này. Cậu ấy đưa hai tay ra sau để nắm bàn tay lại, và cậu ấy cứ làm suốt mỗi ngày một ngày nào đấy mình thấy cậu ấy cầm được cổ tay. Thế thì rất là kỷ niệm đáng nhớ hồi còn nhỏ. Và sau này khi Sophie có gặp lại người bạn đấy thì nhắc lại kỷ niệm đấy rất là vui. Và bây giờ mình tập yoga thì mình lại làm cái tư thế đó. Thẳng lưng lên nào, hít vào, thở hết ra. Đừng quên cái cằm của mình nha, đưa cằm về cổ. Nâng đỉnh đầu lên, kéo dài, duỗi đốt sống cổ. Các bài tập dành cho cổ, vai, gáy, cột sống chúng ta tập vào đầu ngày rất là tốt, để nhắc nhở chúng ta là giữ đúng tư thế đúng trong suốt một ngày dài mình sinh hoạt, làm việc, đi lại. Rồi chúng ta nâng tay lên cao, hít vào, kéo dài cột sống lên nào. Thở hết ra, hạ hai tay xuống. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đan chéo hai củi trỏ lại với nhau. Bạn đưa củi trỏ phải lên trên củi trỏ trái, hai bàn tay chạm vào nhau như thế này nhé. Rồi hít vào, nâng củi trỏ lên, hạ vai xuống. Cảm giác là phía sau lưng của mình được căng duỗi rất thích. Thở hết ra. Tiếp tục hít thở sâu. Người mới hoặc ai mà vai đô, hai bắp tay to, mình chưa làm được như thế này, nhất là ở các anh nam giới ấy, thì mình có thể thay thế nhá, là mình ôm hai vai, mình ôm, cố gắng di chuyển bàn tay về phía sau hai bả vai càng nhiều càng tốt, miễn sao mình cảm thấy là hai cái lưng trên của mình căng duỗi ra là đúng rồi. Còn khi nào mình đã dẻo hơn thì mình sẽ làm tư thế tay đan chéo như vậy. Nhớ nâng củi trỏ lên bằng vai. Nếu mà hạ xuống đây thì các bạn hãy sửa nâng củi trỏ lên xa ngực bằng vai và đẩy cánh tay về phía trước mặt, đẩy bàn tay về trước. Có thể nhắm mắt vào một chút. Sau khi thả tay xuống, bạn sẽ thấy là hết tê và cảm thấy nhiều năng lượng hơn ở hai cánh tay. Thực hiện bài tập này thường xuyên, mỗi ngày, bạn sẽ hết bị tê bì tay nếu như mà mình bị gai đốt sống cổ hoặc thoái hóa đốt sống cổ. Rồi, từ từ mở mắt ra, hít vào, vươn hai tay qua đầu. Thở hết ra, chúng ta đổi bên nào, cùi trỏ trái lên trên, cùi trỏ phải ở dưới, đan tay lại với nhau. Hít vào, nâng cùi trỏ lên cao, đẩy bàn tay về trước mặt nào. Thở hết ra, hạ vai xuống, nâng cùi trỏ lên, nhắm mắt vào, kéo dài đốt sống cổ. Rồi chúng ta cùng mở mắt ra, hít một hơi sâu, vươn hai tay lên cao. Thở hết ra, đặt tay xuống sàn phía trước, các bạn cùng chồm lên tư thế cái bàn. Hai bàn tay chạm sàn. Rồi tiếp theo mình sẽ đặt ngực cằm xuống sàn. Lùi gối về sau, đặt rốn xuống.
rồi duỗi hai mũi chân về cuối thảm. Hãy cùng đặt trán chạm sàn. Tư thế tiếp theo có tên gọi là tư thế cá sấu. Các bạn hãy đặt hai cùi chỏ của mình xuống sàn phía trước như thế này. Làm sao khi chúng ta nâng đầu lên thì hai cùi chỏ nằm ngay dưới vai. Mình có thể nhìn về phía trước hoặc nhìn xuống. Giữ ở đây. Tư thế này sẽ trả lại đường cong sinh lý cho cột sống. Thả lỏng cổ gáy ra nào. Đưa cằm hướng về cổ. Thẳng cổ ra nào. Hít thở sâu. Nhấn cùi chỏ xuống, nâng đỡ, đẩy vai lên. Nếu mà bạn bị sụp vai như thế này, bạn hãy nhấn cùi chỏ xuống nhé. Rồi nâng vai lên. Mở ngực về phía trước. Giữ ở đây. Động tác này rất là dễ thực hiện cho người lớn tuổi, trẻ em và những người mà có vấn đề về cột sống. Hãy thực hiện động tác này mỗi ngày. Mình có thể là ngồi xem tivi và mình làm từ thế này. Mình nằm, mình coi tivi, iPad vào cuối ngày thì trước khi đi ngủ, mọi người có thói quen xem phim có thể thực hiện từ phía thế này nhé. Rồi bây giờ nếu bạn đi xa hơn được này, từ từ mình đặt trán xuống sàn. Hai tay đan lại với nhau và đặt sau gáy. Cằm hướng về cổ, hít vào nâng ngực vai lên. Mở cùi chỏ ra, thở hết ra, hạ trán xuống sàn. Mình cùng làm 4 lần nhé. Hãy sử dụng cơ lưng để nâng ngực vai lên, hít vào. Thở hết ra. Hít vào, không cần nâng cao, nâng vừa thôi. Thở hết ra. Hít vào. Thở hết ra. Lần cuối rồi, người mới có thể đặt tay xuống sàn, hít vào. Thở hết ra. Rất tốt. Rồi bây giờ bạn sẽ đặt hai bàn tay xuôi hông. Động tác tiếp theo, mình luồn hai tay ngay dưới đùi của mình, nhấn bàn tay xuống để hỗ trợ nhé. Nâng từng chân phía sau lên. Động tác này sẽ làm mạnh cho vùng lưng dưới, cơ lưng. Hít vào, nâng chân phải lên. Thở hết ra, đặt chân phải xuống. Hít vào, nâng chân trái lên. Thở ra, hạ chân trái xuống. Ai bị thoái hóa đốt sống lưng nhá, thì mình hãy cố gắng làm cái này để mạnh phần cơ lưng lên à. Hít vào, nâng chân phải lên. Nhấn cái rốn xuống, nâng gối phải cao lên, cao lên. Rồi thở ra xuống. Hít, nâng chân trái lên cao, nhấn dồn xuống sàn, không nâng dồn lên đầu. Rồi thở hết ra. Mình còn 3 lần nữa mỗi chân thôi. Hít vào, nhấn bàn tay xuống hỗ trợ. Thở hết ra. Hít, chân trái. Thở. Hít vào. Thở hết ra. Hít chân trái. Thở hết ra. Lần cuối, hít vào. Thở hết ra. Hít
vào. Thở hết ra. Rồi tiếp theo, chúng ta sẽ đưa tay ra phía sau, đan bàn tay lại với nhau. Hít vào, cố lên nào, nâng ngực vai lên, mắt nhìn về phía trước. Hướng ngón trỏ về phía cuối thảm, giữ ở đây hoặc là bạn nâng cả hai chân lên, nhấn rốn xuống. Thở hết ra, hạ xuống nào. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ xuống. Lần cuối cùng, hít vào, nâng lên. Nhấn rốn xuống nào. Nâng chân, nâng vai lên. Thở ra, hạ xuống. Rồi, bây giờ đặt hai bàn tay xuống sàn ngay dưới vai, đẩy về tư thế đứa trẻ để nghỉ một chút. Mở gối ra rộng bằng hông, hai ngón chân cái chạm nhau phía sau, với dài các ngón tay, hít vào mở ngực nhìn về phía đầu thảm. Thở hết ra, úp bụng ngực cằm xuống sàn. Nằm ở đây để điều hòa lại hơi thở. Tiếp tục hít thở sâu, khi hít vào kéo căng giãn cột sống. Thở hết ra, xẹp hết xuống, nhấn hông về gót chân. Hãy để hơi thở len lỏi qua cột sống của bạn và giúp bơm căng cột sống. Và nếu như đốt sống nào bị chèn ép thì hơi thở sẽ mang năng lượng sống đến đó chữa lành cho cơ thể. Có thể nếu như bạn bị đau lưng thì khi bạn hít sâu căng cột sống lên, bạn sẽ cảm thấy hơi nhói. Hãy hít thở thật là nhẹ nhàng, mỗi ngày một chút. Một chút bạn sẽ thấy sự cải thiện dần dần. Ở lần hít vào tiếp theo, hãy ngồi dậy, đặt hông ở giữa sàn. Tư thế tiếp theo là tư thế cái thuyền một nửa. Rồi bây giờ bạn sẽ đặt lưng, thắt lưng chạm xuống sàn. Bây giờ chúng ta sẽ đặt thắt lưng của mình chạm xuống sàn, tập cho cơ lõi, cơ bụng để hỗ trợ cho cột sống, nhất là những ai bị các cái bệnh về lưng nhá. Bây giờ duỗi chân trái ra nào, mắt mình nhìn về rốn. Rồi chúng ta từ từ co gối phải, nâng vai lên, mình ôm chân phải như thế này. Rồi hít vào, duỗi dài chân phải ra. Thở hết ra, nâng lên. Hít. Thở hết ra. Làm 10 lần. Đủ 10 lần. Khóp bụng và nhấn thắt lưng xuống. Cảm nhận cơ bụng được siết chặt lại. Sophie còn 5 lần nữa. Trong tư thế này thắt lưng khi nâng người lên thì phải chạm sàn. Lần cuối cùng, giữ ở đây. Rồi đặt chân phải xuống và chúng ta đổi sang chân trái, cũng làm tương tự. 10 9 8 7 6 5 4 3 2, cố lên nào. 1, giữ ở đây. 5, bỏ tay ra sẽ khó hơn. 4 3 2 1. Rồi đặt đầu xuống,
Tiếp theo mình sẽ sử dụng miếng gạch để vào tư thế mở ngực, đó là tư thế con cá. Nếu ai có miếng gạch có sử dụng miếng gạch này và đặt ngay ở dưới phần ngực của mình. Và khi mà mình nằm xuống ấy, thì phần ngực của mình sẽ nhô cao nhất. Đặt đỉnh đầu xuống sàn. Nếu bạn không có gạch thì cũng không sao cả nhá, vẫn có thể làm tư thế này. Hai tay đặt dưới mông. Các bạn có thể duỗi hai chân về phía trước hoặc là đưa hai tay qua đầu như thế này. Đỉnh đầu chạm sàn. Tư thế con cá này sẽ giúp mở căng lồng ngực, ngả về sau. Nằm ở đây. Bạn nào có miếng gạch cứ nằm yên ở đây và hít thở sâu. Lưu ý trong tư thế này, phần cổ họng, phần ngực của mình được thả lỏng và được mở ra. Hãy nhấn cái đỉnh đầu của bạn xuống sàn để trụ. Còn bạn nào không có gạch thì sẽ làm như sau. Mình đặt hai bàn tay của mình dưới mông nhé. Duỗi hai chân, khép hai cùi chỏ vào trong. Và sau đấy là chúng ta đặt đỉnh đầu của mình xuống và trụ bằng hai cùi chỏ và bàn tay và đỉnh đầu. Mở cơ lồng ngực cổ họng. Nhắm mắt vào. Càng nhấn cùi chỏ xuống, bạn sẽ càng thả lỏng được cổ. Từ từ chúng ta thoát khỏi tư thế. Khi mình đã sẵn sàng kết thúc bài tập, và các bạn có thể nằm trong tư thế con cá này thêm 5 phút nếu bạn nào có gạch. Rồi chúng ta ngửa bàn tay lên trời và hãy thả lỏng trong tư thế cuối cùng, Savasana. Nhắm mắt vào, thư giãn cơ mặt. Hít vào, căng mở cột sống. Thở hết ra, xẹp hết xuống. Cứ nằm ở đây và hít thở như vậy. Mím môi, hít thở bằng mũi. Bạn vừa hoàn thành xong bài tập yoga cho người bị thoái hóa gai cột sống, đốt sống cổ và thắt lưng. Cảm ơn các bạn đã tham gia bài tập này. Và nếu như bạn muốn có thêm nhiều bài tập yoga như thế này nữa cho cột sống khỏe mạnh dẻo dai, tránh các chấn thương thường gặp trong cuộc sống, thì mời bạn truy cập vào website IBS cột sống.